Xin chào anh chị, tôi trở lại với kênh chứng khoán Minh Phùng. Và trong nội dung của bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vào việc cập nhật xu hướng đầu tư ngắn hạn của các cổ phiếu và nhóm các cổ phiếu chính trên thị trường chứng khoán. Và những nhận định này được chúng ta sử dụng với diễn biến trong phiên ngày mai, phiên ngày 2 tháng 3. Và như thường lệ vẫn sẽ là những cái tóm tắt cũng như là tổng quan lại diễn biến của thị trường trong phiên ngày hôm nay. Ở trên bảng giá điện tử thì kết thúc phiên ngày hôm nay, chỉ số VN-Index của chúng ta tăng tầm 8 điểm, chỉ số VN30 thì tăng gần 3 điểm. Về cái số lượng mã cổ phiếu tăng giảm thì có phần ngang bằng nhau, thì chúng ta thấy là tầm 247 mã cổ phiếu tăng và 204 mã cổ phiếu giảm. Thì cái sự suy yếu và cái áp lực chốt lời nó diễn ra ở phiên chiều và đa phần thuộc về các cổ phiếu nhóm trụ cũng như là nhóm ngân hàng á, thì nó đang có sự bất ổn và có cái dòng tiền sức lực tương đối là yếu đó, khiến cho những cái nhịp giảm đa phần đến từ cái nhóm này. Và cái điều cân bằng ở đây thì chúng ta thấy là rõ ràng với cái tầm ảnh hưởng từ cái trọng số lớn á, thì việc liên tục giảm như thế này sẽ khiến cho cái chỉ số của chúng ta chịu những cái áp lực. Tuy nhiên thị trường ngày hôm nay vẫn giữ được sắc xanh và bám sát ở cái mốc hỗ trợ tâm lý 1.500 điểm. Do vậy thì phiên ngày mai sẽ là một trong những cái phiên mà giúp cho chúng ta xác định rõ hơn xu hướng có giữ được cái vùng cân bằng 1.500 này hay không và tiếp tục đi lên những cái vùng giá trị cao hơn. Về cái cập nhật danh sách trong cổ phiếu thì chúng ta lướt qua thì trong danh mục cũng như là trong cái xu hướng của các cái nhóm ngành thì cái nhóm hiện tại đang bị xu hướng yếu thì chúng ta thấy là đa phần đến từ các cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng này đó. Thì các cái cổ phiếu mà các anh chị thấy là màu đỏ cũng như là trạng thái downtrend gãy á, thì nó đang suy yếu đối với cái nhóm ngân hàng. Tương tự với nhóm ngân hàng thì các cái cổ phiếu nằm trong rổ VN30 chúng ta thấy là đa phần ở phía bên dưới này cũng có cái sức khỏe và cái trạng thái thể lực dòng tiền nó tương đối là yếu này đó, khiến cho những cái áp lực điều chỉnh gần đây thì đa phần đến từ các cái cổ phiếu nằm trong nhóm cũng như là nằm trong rổ VN30. Ngoài những cái nhóm cổ phiếu này thì chúng ta vẫn được cái dòng dẫn đến từ các cái nhóm cổ phiếu hưởng lợi trong cái quá trình đầu tư như thế này. Thì chúng ta thấy là lướt qua nhanh thì mình thấy nhóm chứng khoán này nó vẫn đang trong cái xu hướng nhịp tích lũy theo cái chiều hướng tăng, tức là tích lũy trong cái nền tăng. Như vậy thì đây là những cái tín hiệu tích lũy tích cực đối với cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán. Tiếp theo đó là nhóm thép này, nhóm thép cũng đang rất là tốt và rất là khỏe. Sau cái thời gian tích lũy đi ngang khá là lâu thì phiên ngày hôm nay cũng là một trong những nhịp bật tăng trở lại đối với các cổ phiếu của dòng thép. Ngoài dòng thép thì cũng là dòng dầu. Đó, dòng dầu thì vẫn đang trong cái xu hướng tích lũy và tích lũy nền tăng các anh chị nhé. Thì đây là những cái điểm nhấn rất là tích cực, mình thấy rất là tốt đến từ ba cái nhóm ngành chứng khoán thép và dầu á, hiện tại vẫn đang khỏe này. Riêng về bất động sản thì chúng ta thấy cũng có sự phân hóa. Chọn lọc ra thì những cái cổ phiếu tích cực giai đoạn này như là Đất Xanh, như là Nam Long, như là KDH. Còn ở phía bên dưới này thì chúng ta có thêm SCR, HDG đó, cũng là những cổ phiếu rất là tốt, rất là tiềm năng. Những cái cổ phiếu mang cái tính chất lướt sóng ngắn hạn hơn á, thì nó bao gồm có CO, DIG. Tiếp theo chúng ta lọc ra nữa thì giai đoạn trước mình có cùng với các anh chị đồng hành thì chúng ta xác thêm cái nhóm hóa chất. Thì nhóm hóa chất thì đang có áp lực chốt lời khi chạm vào những vùng cản, vùng kháng cự. Thì đây là những cái thời điểm mình đang chờ đợi này. Để các anh chị chưa kịp vào đối với cái nhóm ngành phân bón hóa chất thì có thể canh những nhịp chỉnh này để chúng ta cân nhắc cái việc tham gia vào. Thì những cái cổ phiếu ngành phân bón hóa chất có thể cân nhắc đến, ví dụ như là Đức Giang, Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ là những cái nhóm ngành cũng như là các cái cổ phiếu mà chúng ta cân nhắc cái việc tham gia. Ngoài ra thì nhóm du lịch dịch vụ thì mình vẫn đang chờ đợi con HVN này, như đã chia sẻ cùng với các anh chị. Đó là cái việc mình chờ đợi vùng 24.5 cho đến vùng 25 á, thì chúng ta cần mua mới hoặc là mua thêm đối với con HVN này trong cái danh mục đầu tư. Còn riêng diễn biến trong room VIP ngày hôm nay thì mình có chia sẻ với cái việc cùng với các anh chị nhà đầu tư cùng mình á, thì mình có báo mua con BVH này, mua ở vùng 57.5, vùng 59.5. Và đây là cái bản khuyến nghị của BVH về mục tiêu vùng cắt lỗ ngắn hạn cũng như là giá trị nội tại và cái chỉ số tăng trưởng của BVH. Thì mọi cái thông tin mình khuyến nghị mình đều chia sẻ đầy đủ các thông tin này để các anh chị tự lọc ra các cổ phiếu phù hợp cho bản thân giá trị của anh chị mà các anh chị đầu tư. Hôm nay mình báo vào thêm con Đất Xanh ở vùng 41-42 để các anh chị tham gia. Trong quá trình tham gia thì mình thấy con Bao đang có diễn biến yếu trong cái danh mục đang đầu tư nắm giữ á, thì mình báo có bán bớt đi 1/5, 1/2, hoặc là các anh chị bán bớt đi 30% tỷ trọng quanh cái khu vực giá 17x các anh chị nhé, để các anh chị cơ cấu sang cổ phiếu khác mình mới báo. EBA này có thể vào thêm quanh vùng 55.5, vùng 57, con này gia tăng thêm tỷ trọng. Ngoài các cổ phiếu mình khuyến nghị trong room VIP á, thì trong phiên giao dịch mình cũng chia sẻ cũng như là rất là nhiều cái câu hỏi cùng với các anh chị nhà đầu tư thì trao đổi thường xuyên. Tại vì các anh chị thích cổ phiếu này hoặc là thích cổ phiếu kia thì mình sẽ trao đổi và chia sẻ cái điểm mua bán cùng với các anh chị liên tục trong những cái phiên giao dịch như thế này. Thì đó là hai cái room VIP mà các anh chị có thể tham gia.
Và nếu như vốn hóa mà các anh chị tham gia cao trong room á, cái tài khoản mình quản lý thì có thể được nâng lên cái room cao hơn nữa để chúng ta có những cái khuyến nghị kịp thời và nhanh chóng dành cho các anh chị nhà đầu tư, phù hợp cho các anh chị đi với cái nguồn vốn lớn. Ở phần tiếp theo sau đây thì mình sẽ đi vào cái việc là chúng ta phân tích thêm lại một tí cái chỉ số kỹ thuật chung của toàn thị trường. Đầu tiên nhìn vào cái chỉ số VN-Index hiện tại á, thì chúng ta thấy là phiên ngày hôm nay test sát trở lại khu vực 1490, thì đây cũng là một trong những cái vùng nền, chúng ta gọi là vùng nền cân bằng của chỉ số VN-Index các anh chị nhé. Như vậy thì cái đoạn này nó đã giữ được mốc, nó không quay trở lại, nó test cái nền 1470 ở phía bên dưới này, thì đây là một trong những điều tích cực. Tuy nhiên cái dấu hiệu ở đây thì chúng ta thấy nó đang rơi vào cái giai đoạn gọi là phân kỳ hai vùng đỉnh này đối với chỉ số VN-Index. Như vậy thì tín hiệu tốt nhất là VN-Index những cái phiên sắp tới thì cần phải tích lũy thêm cái vùng 1490, 1500 này để phá cái phân kỳ âm nó đi. Và sau khi nó phá cái phân kỳ âm á, thì bằng cái việc là ngày mai sẽ là một cái phiên kết thúc trên vùng 1500 đó, cho đến vùng 1500 là rất là đẹp để chỉ số chung của VN-Index sẽ tiếp tục có cơ hội hướng lên những cái vùng đỉnh cao hơn các anh chị nhé. Đó là chỉ số chung VN-Index. Còn riêng về chỉ số VN30 thì cái áp lực điều chỉnh và cái áp lực bán vẫn đang xảy ra, khiến cho những cái mẫu hình nến và cái đồ thị không chắc ngày đối với VN30 ấy, thì đang có chiều hướng là tiến về vùng hỗ trợ này này, vùng 1500 đối với chỉ số VN30. Do vậy thì VN30 đang có cái trạng thái là hội tụ theo xu hướng giảm. Do vậy thì cái tín hiệu cái chart này nó hơi xấu một tí. Và nãy mình cũng chia sẻ các anh chị là danh mục trong cái nhóm VN30 rồi đó. Đó, thì các anh chị thấy là cái sức khỏe và thể trạng cái đoạn này nó đang tương đối là yếu này. Đó, do vậy thì nó sẽ chủ yếu là đi ngang hoặc là xảy ra cái áp lực chốt lời nếu như những cái nhịp rung lắc xảy ra đến từ các cổ phiếu VN30. Đó, chúng ta thấy là rất là nhiều cổ phiếu bị yếu trong cái sức khỏe tài chính trong cái giai đoạn này đối với cổ phiếu rủi VN30. Tiếp theo thì mình sẽ đi vào các cái cổ phiếu danh mục mà mình đang khuyến nghị và đầu tư này. Thì xét về cái nhóm trung hạn thì đây là cái nhóm đầu tư và nắm giữ trung hạn dành cho các anh chị không có quá nhiều thời gian theo dõi bảng giá. Đó, và các anh chị mua và nắm giữ các cổ phiếu tốt, các cổ phiếu đã được định giá cũng như là phân tích về cái chỉ số nền tài chính cơ bản rồi á. Và các cổ phiếu này vẫn đang mang về mức lợi nhuận khá là tốt đối với các anh chị đang nắm giữ trong trung hạn các anh chị nhé. Tỷ trọng lợi nhuận từ 30 cho đến 50% đối với các cổ phiếu nắm giữ trung hạn. Còn phía bên cạnh này là danh mục các cổ phiếu đầu tư có thể là ngắn hạn, và khi đạt được mục tiêu 1 cho đến mục tiêu 2 thì nhà đầu tư hoàn toàn có thể chủ động chốt khi mà các anh chị tham gia vào xu hướng ngắn hạn đối với các cổ phiếu này. Đó. Thì chúng ta đang có FRT 50% lợi nhuận, VHC 25% lợi nhuận, MB Bank 77% lợi nhuận, BVH mới mua vào hôm nay thì chúng ta sẽ theo dõi chờ hàng cổ phiếu về để chúng ta tiếp tục xử lý gia tăng hoặc là chốt lời gì đó thì chúng ta sẽ có những động thái tiếp theo. VB Bank con này vẫn giữ được khoảng 5 đến 6% lợi nhuận. VCG 6% lợi nhuận, GET 5% lợi nhuận. HVN này đó, có thể canh mua thêm khi nó chỉnh về gần sát vùng 24 năm, vùng 25. SJC 15% lợi nhuận, tiếp tục nắm giữ. DHD, con này ở Yếp, nó đang xoay quay và nó đang lanh quanh cái vùng mua của chúng ta khá là lâu rồi. Vùng mua của chúng ta là vùng 62, 63.5. Do vậy thì nếu các anh chị không có nền tảng và không có cái giá trị mong muốn là nắm giữ thêm á, thì có thể cắt cơ cấu sang các cổ phiếu khác. Trong quá trình đầu tư mình sẽ khuyến nghị liên tục cho các anh chị. TVN 5%, con này mới mua hôm trước đó, thì vẫn nắm giữ. BR con này nắm giữ ở vùng 21-22 đến giai đoạn hiện tại là lợi nhuận 30%. EBA ngày hôm nay thì báo tiếp tục mua thêm này. Đó, con này tiếp tục mua thêm và kỳ vọng mục tiêu là vùng 58-60 ngắn hạn này. BOW BOW thì đang ở trạng thái yếu, bị gãy kỹ thuật, do vậy thì mình bán bớt 1/2 hoặc 30% vùng 17X. Và cuối cùng là KBC vẫn đang lanh quanh tích lũy quanh vùng mua thì có thể nắm giữ được, đợi cơ hội để chúng ta gia tăng thêm tỷ trọng. Rồi sau đây thì mình sẽ đi vào việc review đánh giá lại một số các cổ phiếu thuộc về các cái nhóm ngành để các anh chị có cái chiến lược và cân nhắc trong quá trình tham gia và đầu tư. Đầu tiên sẽ là nhóm thép Hòa Phát. Hòa Phát thì ngày hôm nay có một cái nhịp tiến sát lên vùng kháng cự gần ở phía bên trên này. Đây là vùng kháng cự ngắn hạn thôi các anh chị nhé. Đây này. Cái vùng 48 cho đến cái vùng 48X thì đây là vùng kháng cự ngắn hạn của Hòa Phát và bị cái áp lực chốt lời xảy ra. Tất nhiên thì đây cũng là một cái vùng mây khá là dài đối với Hòa Phát. Do vậy thì cái áp lực chốt lời này dĩ nhiên chúng ta thấy là nó có trước hay sau gì nó cũng phải xuất hiện của Hòa Phát. Và với cái trạng thái này Hòa Phát sẽ tiếp tục lùi về sát cái nền 45-46 này để tích lũy thêm.
Tuy nhiên đây là cái nền tích lũy tích cực, do vậy thì cái nền tích lũy này có khả năng định hướng là nó sẽ tiến gần lại vùng 48 để break up phá cái cản này và tiếp tục hướng lên vùng 50 phía bên trên này. Do vậy thì đánh giá của mình, cái nền tích lũy hiện tại của Hòa Phát là nền tích lũy trong kênh tăng. Do vậy thì chúng ta vẫn tiếp tục nhìn nhận, nắm giữ và canh mua khi nó tiến sát về hỗ trợ được. Đây này, thép này các anh chị thấy là sức khỏe vẫn còn tốt và tích lũy theo chiều hướng nền tăng các anh chị nhé. Thì đây là những cái động thái tích lũy tích cực thì chúng ta có thể canh. Thì canh mua Hòa Phát thì có thể canh sát những cái vùng hỗ trợ như là vùng 46 cộng trừ này để các anh chị tham gia được này. Nam Kim. Nam Kim thì bị hở cái gap, và cái gap này theo mình đánh giá là một gap rất là tích cực, đó là gap runaway. Thì những gap runaway thông thường cổ phiếu sẽ test nhẹ trở lại thôi và sẽ tiếp tục hướng lên cái ngưỡng mục tiêu tiếp theo là vùng 49-50 phía bên trên này, Nam Kim. Như vậy thì Nam Kim vẫn đang tích cực. Các anh chị trong phiên ngày hôm nay, một số các anh chị chia sẻ cùng mình thì có thể là chốt trong vùng 47 này để cuối phiên nó hạ nhiệt về, các anh chị cover lại. Thì cái điểm cover đẹp nhất là nó sẽ nằm vùng 44-45 này, đó sẽ có cái giá trị phù hợp. Sau khi mua ở vùng này thì khả năng chúng ta chờ đợi mục tiêu tiếp theo là vùng 49-50. Hoa Sen thì tương tự như vậy, ngày hôm nay cũng có một cái nhịp thoát ra khỏi cái kênh kháng cự này, lên đến vùng 40x, vùng 41, rồi sau đó cuối phiên thì áp lực chốt lời. Thì đây là một áp lực chốt lời rất là bình thường khi mà nó gặp cản kháng cự đối với cổ phiếu Hoa Sen. Như vậy thì sau khi nó lùi về thì cái vùng này sẽ là những cái vùng hỗ trợ rất là tiềm năng. Thì các anh chị có thể canh mua loanh quanh từ vùng 37.5 cho đến vùng 38.5. Thì đó là vùng mua tương đối là phù hợp. Hiện tại Hoa Sen đã thoát may rồi, như vậy thì sẽ tích lũy loanh quanh vùng 38.5-39 một thời gian trước khi hướng lên những ngưỡng mục tiêu cao hơn mà chúng ta đang kỳ vọng, đó là vùng 43x phía bên trên này tiếp theo của cổ phiếu Hoa Sen. Một con mình có báo nữa đó là con TVN. TVN ngày hôm nay vướng cái cản kháng cự vùng 16x này, không thể vượt qua, test nhẹ trở lại. Do vậy thì đoạn tiếp lùi về thì nó sẽ có hỗ trợ sát vùng 16 này. Do vậy thì đoạn 16 các anh chị hôm trước mua chưa kịp gia tăng thì sẽ tiếp tục quay về đây gia tăng này, chờ đợi cái tín hiệu thoát lên cái vùng cản phía bên trên này là vùng 18-18.5 để bán ra ở ngưỡng kỳ vọng đối với TVN. Hóa chất DBM. DBM như mình đã chia sẻ là đã bị vướng cản kháng cự vùng trên 60 này, ngắn Fibo. Như vậy thì ngày hôm nay bị áp lực chốt lời xuống đây. Do vậy thì trong cái quá trình áp lực chốt lời này thì chúng ta có thể tận dụng những cái nhịp điều chỉnh như thế này để chúng ta canh tham gia trở lại những cái vùng hỗ trợ quan trọng, đó là vùng 53.5, đó lanh quanh 53-54 ở đây này sẽ có hỗ trợ, thì chúng ta mua giá nó tốt hơn các chị nhé đối với DBM. Còn Đạm Cà Mau, Đạm Cà Mau thì chưa chạm được kháng cự này thì ngày hôm nay đã áp lực chốt lời, thì khả năng quay trở lại cái nền 35-36 ở đây. Nếu như có vùng giá 35-36 thì vẫn là cơ hội để các chị tham gia được đối với Đạm Cà Mau. Còn Đức Giang, Đức Giang đang tích lũy rất là tốt quanh vùng 143. Thì hiện tại với cái việc giữ giá và tích lũy như thế này thì khả năng nó sẽ khó để điều chỉnh trở lại vùng cân bằng 156. Do vậy thì lanh quanh từ vùng 160-63 thì chúng ta có thể mở vị thế thăm dò được đối với cổ phiếu Đức Giang với cái ngưỡng mục tiêu 175 phía bên trên này. Tiếp theo đó là dòng dầu, chúng ta có BVD. BVD đang tích lũy tốt trên nền hỗ trợ. Do vậy thì lanh quanh vùng 335, vùng 35 có thể canh mua ngưỡng mục tiêu 38 này. BVS cũng rất là tốt, tích cực trên nền 35, khó khả năng quay trở lại nền cân bằng 33. Do vậy thì lanh quanh 34-35 thì có thể tham gia được đối với con BVS này, kỳ vọng mục tiêu 78-38 phía bên trên này. BBC thì vẫn đang giữ xu hướng tăng, chưa có cái điểm mua trở lại cho các anh chị nhà đầu tư. Do vậy thì các anh chị có tiếp tục nắm giữ, ngưỡng mục tiêu gần nhất là vùng 24.5 cho đến vùng 25 phía bên trên này đối với cổ phiếu BBC. Con này đang rất là khỏe các anh chị nha, rất là khỏe này. Tiếp theo là dòng bất động sản. Như nãy mình phân tích thì có một số cái nhóm bất động sản nó cũng đang rất là tích cực này. Đó, thì mình sẽ lọc mấy con uptrend và con khỏe để mình lấy ra thôi. Nó có điểm mua thì để cơ hội các anh chị tham gia. Bao gồm Khang Điền, Nam Long và Đất Xanh. Khang Điền đang tích lũy trong mô hình cây nêm hướng lên. Đây là một trong những cái mô hình nến tiếp diễn quá trình tăng, tức là continuous rising. Như vậy thì đây cũng là một trong những cái điểm tham gia rất là phù hợp đối với cổ phiếu Khang Điền. Như mình đã chia sẻ thì các anh chị có thể cân nhắc vùng 53-54 để tham gia này. Đó, và cản kháng cự là vùng 55 là cản Fibo thôi, đỉnh cũ rất là nhẹ, có khả năng vượt qua được. Khi vượt qua được thì kỳ vọng mục tiêu 57-58 phía bên trên này đối với cổ phiếu Khang Điền. Nam Long thì vẫn đang trong cái quá trình vận động tích lũy trên nền giá cân bằng. Nền giá cân bằng của Nam Long ở đoạn 53 này đã tích lũy rất là tốt một khoảng thời gian rồi. Chúng ta thấy cái timing tích lũy ở đây là khoảng 10 phiên.
Đó, 10 phiên. Do vậy thì cái thăm minh tích lũy này đủ để Nam Long hướng lên khu vực kháng cự phía trên này là vùng 60-61 các anh chị nha. Đó, do vậy thì Nam Long đoạn này các anh chị tiếp tục nắm giữ hướng lên vùng 60-61 được này. Đất xanh. Đất là xanh là đang có cái mô hình retest, một trong những cái mô hình retest theo cái phương pháp 3 method. 3 method. Do vậy thì đối với cái mô hình 3 method này thì đất xanh đã báo cái điểm mua quanh khu vực giá 41-42 này. Ngày hôm nay mình báo mua cho các anh chị thì vùng này tham gia được. Kỳ vọng nó tăng lên trở lại vùng 47 để các anh chị có thể chốt lời ngắn hạn hoặc giữ thêm lên khu vực giá 51-52 kháng cự theo đối với đất xanh. Ở phiên dưới này thì nó còn có thêm SCR, HDG thì chúng ta lọc luôn ra xem như thế nào. Rồi, SCR chắc rất là giống đối với Nam Long. Thì SCR đoạn này đang quay trở lại xu hướng tích lũy nền tăng và xu hướng uptrend tốt. Như vậy thì cái kháng cự và mục tiêu tiếp theo của SCR sẽ là vùng 25-25.5 phía bên trên này. Mục tiêu tiếp theo của anh chị nhé, SCR, HDG. HDLG đang kích lũy trên nền. Chúng ta thấy nó giữ nền rất là tốt. Do vậy thì khả năng HDG có thể canh tham gia được vùng 695-70 Nam vẫn được này. Đó, hoặc là cơ hội tốt nhất là nó đợi nó về nền hỗ trợ 67-673 là đẹp. Đó, hai cái vùng mua có thể tham gia được. Con này đang tích lũy trong cái nền rất là cao này. Và chúng ta thấy là dòng tiền cái giai đoạn này này thì nó rơi vào cái trạng thái là quá mua, tức là overbought. Và với những cái trạng thái quá mua như thế này mà nó không điều chỉnh trở lại sát hỗ trợ thì chứng tỏ cái lực cầu của dòng tiền đang rất là mạnh. Vậy thì con này kỳ vọng mục tiêu là vùng 75 theo cái phân tích của mình là vùng 75 các anh chị nhé. Ngoài ra thì còn có DIG. Đó, DIG và sell. DIG thì sẽ tiếp tục hướng lên vùng đây 97-98. Con này thì chỉ mình đợi vùng 81-82 mình mới bắt, tuy nhiên nó không về, như vậy thì bỏ luôn, không tham gia nữa. Sell cũng vậy, một số con như vậy. Sell thì tích lũy nền rất là tốt đoạn 64-65 này, thì giai đoạn tiếp theo sell có khả năng định hướng lên vùng 77-79 các anh chị nhé. Đây sell, đó là một số cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản. Phần tiếp theo các anh chị nhé, chúng ta vào phía bên dưới này, các cổ phiếu mà các anh chị quan tâm bình luận này. Các anh chị xem kênh đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của chúng ta, bấm vào nút thích này. Đúng không ạ? Bấm vào nút thích này, bấm nút đăng ký và bình luận các cổ phiếu phía bên dưới này các anh chị nhé. Đây. Bạn có hỏi mã TCL thì có đầu tư trung hạn được hay không? TCL đoạn này thì chúng ta thấy tạo mô hình đỉnh và hiện tại đang nằm ở sườn phải của vùng núi Mountain. Do vậy thì khi hai phiên này nó đang bị đánh gãy MA20, do vậy thì những phiên sắp tới khả năng tách nhẹ trở lại vùng 41. Tuy nhiên vùng 41 đoạn này không phải là vùng mua mà vùng cơ cấu hạ bất tỷ trọng đối với cổ phiếu TCL, tại vì nó thoát dưới nền MA là hơi dở và khả năng nó có thể test trở lại những vùng hỗ trợ sâu hơn quanh vùng 39-40. Cái vấn đề bạn muốn hỏi là có đầu tư trung hạn được hay không thì mình sẽ tra vào nội tại của cổ phiếu này. Cổ phiếu có nội tại tốt và cái tỷ lệ tăng trưởng cũng khá là cao. Do vậy thì muốn đầu tư trung hạn á, thì chúng ta canh hỗ trợ chúng ta mua. Chúng ta canh vùng 39-40 này, một vùng. Và một vùng hỗ trợ nữa đó là vùng 37-38 phía bên dưới này. Đối với cổ phiếu TCL là hai vùng mua để có thể nắm giữ trung hạn được. Tại vì cái tiềm năng của nó có và tiềm năng tương đối là tốt để đầu tư nắm giữ theo hình thức trung hạn anh chị nhé. Bạn có hỏi về mã cổ phiếu QNS đã bị âm 13% thì cách xử lý như thế nào? QNS thì đang lọt vào cái kênh giảm tương đối là xấu. Này, đây là cái kênh giảm của QNS. Và cái khả năng đoạn này thì chúng ta thấy là vùng này này nó rơi vào cái dãy dưới của Bollinger Band và rơi vào cái trạng thái là quá bán đi. Quá bán các anh chị nhé. Với cái trạng thái quá bán như thế này thì sắp tới QNS có khả năng hồi phục nhẹ lên trở lại vùng nền 46-47 để test cái vùng cản kháng cự này. Nếu như cái test không thành công và bị cái lực bán mạnh ra thì khả năng QNS sẽ tiếp tục diễn biến trong cái quá trình vận động trong kênh giảm này. Do vậy thì nếu lỡ bị kẹp thì có thể cân nhắc cái việc hồi và theo dõi quanh vùng 46-47 vùng cản này để chúng ta cân nhắc hạ bớt tỷ trọng.
Còn nếu cái trường hợp tích lũy tốt, tích cực để có khả năng thoát vùng cản này á, thì chúng ta tính sau các anh chị nhé. À, thì theo dõi thường thi, theo dõi thêm 2-3 phiên nữa để có quyết định chính xác đối với QNS cái giai đoạn này. Rồi cảm ơn anh chị. SSD nên giữ hay là mua thêm hay không? Rồi SSD thì chưa có gì xấu cả, băng đang tích lũy trong khu vực đi ngang này, tạo nền này. Đó, và đoạn này thì chúng ta thấy là do vướng cái vùng tâm lý cũng như là bị kẹp giá phía bên trên này, do vậy thì nó cần phải có những giai đoạn tích lũy như thế này. Theo mình đánh giá thì SSD đang tích lũy trên cái nền cân bằng, tức là vùng 45, hiện tại giá là 46, và những mẫu hình nến đây đang thể hiện sự lưỡng lự và sự chần chừ với những mẫu hình nến doji. Dạng doji như thế này là đánh giá là tích lũy trên nền giá, tích cực các anh chị nhé, giữ được, có thể mua thêm và tận dụng những cái vùng rung lắc để mua thêm, hoặc là canh cái vùng break up quanh khu vực giá 465 để mua thêm. Còn mục tiêu đối với cổ phiếu SSD là vùng cản này. Đây, vùng cản 47-48 là mục tiêu ngắn hạn đối với cổ phiếu SSD các anh chị nhé. TNG mua giá 35 thì nên nắm hay mua tăng cường? TNG giá 35 là chúng ta mua cao, chúng ta lại mua ngay vùng kháng cự rồi. Theo mình cái điểm mua tốt nhất của TNG cái giai đoạn sắp tới là vùng 33 này, 33X này, đó, vùng này có hỗ trợ và gần hỗ trợ thì mua nó tốt hơn việc mua vùng 35 là vùng kháng cự. Do vậy thì cái vùng 35 này sẽ theo dõi ở phía bên dưới này. Ở dưới này mà nó xuất hiện mẫu hình nến Evening Star thì tham gia luôn, mua trung bình hạ giá vốn vẫn được. Evening Star đoạn này này, mà có Evening Star là xuất hiện được. Ví dụ như HVN đoạn này này, đây, còn HVN đoạn này đang có Evening Star thì khả năng đảo chiều rất là cao, do vậy lên quanh cái vùng 25 hoặc là vùng 24.5 điều chỉnh thì có thể mua được, canh mua được đối với con HVN. Do vậy con TNG, nói tóm lại, khi mà chúng ta mua ở vùng 35 thì chúng ta phải đợi có mô hình và mẫu hình Evening Star tại khu vực giá 33 đoạn này này hỗ trợ này thì chúng ta mới mua thêm được. Đó. Còn nếu cái giao dịch lên quanh vùng 34 thì thôi, chúng ta đợi nó break up ở phía bên trên vùng 36 này thì chúng ta mua gia tăng các anh chị nhé. Cảm ơn anh Phụng. DIG thì sức khỏe doanh nghiệp có tốt hay không admin? Chúng ta soi một tí về cái nội tại của DIG này. 6/8 tăng trưởng tốt, con này ổn các anh chị nhé, ổn, và mức độ thanh khoản giai đoạn này rất là cao, thể hiện nhà đầu tư đang rất là quan tâm vào cái cổ phiếu trong cái giai đoạn này. Về nhìn vào cái mẫu hình phía bên dưới biểu đồ này thì biểu đồ này đang là những dạng biểu đồ theo cái nền hướng tích lũy tích cực các anh chị nhé. Thì mình đọc vào đây thì mình thấy nó là cái biểu đồ theo nền hướng tích lũy tích cực, do vậy thì DIG phù hợp và cái nội tại tài chính cũng tương đối là tốt. Đó, quan trọng là cái điểm canh mua, thì những cái điểm canh mua thì ưu tiên sát cái vùng hỗ trợ này, vùng 82 này, hoặc là một vùng break up quanh vùng 96-97 á, cũng có thể mua được đối với DIG luôn. Thì sau khi break up vùng này thì khả năng kỳ vọng á, sẽ là lên trở lại vùng 110 thôi các anh chị nhé, không lên 120 phía bên trên này. DBM có nên giữ tiếp hay không, mua giá 54, và VGT có nên giữ hay không, mua giá 26. DBM bạn mua vùng giá 54. DBM mua giá 54 ngày hôm nay lên tới vùng cản 59-60 ở đây chốt là tốt nhất này. Đó, mình có báo, mình có vẽ sẵn cái vùng cản đây cho các anh chị rồi đó. Đó, các anh chị ngắn hạn thì tận dụng lên cản đây các anh chị chốt để nó giảm xuống đây các anh chị cover lại. Đó, còn giá 54 ở phía bên dưới này các anh chị mua trúng nền rồi thì cái nền này không xấu thì có thể nắm giữ được. Nếu chưa bán kịp ở trong ngày hôm nay thì có thể nắm giữ được, đợi nó quay trở lại cái vùng cản đây thì bán tiếp này DBM. Và một con nữa đó là con VGT vùng giá 26. VGT giá 26, cái nền cân bằng của VGT là cái nền này, cái nền giá 25, nền giá 25X là cái nền này, bạn mua vùng giá 26 thì cũng không quá là xấu. Do vậy thì VGT đoạn này vẫn tiếp tục nắm giữ được. Thì ở đây có cái thông tin ngày 28 tháng 2 có chi trả cổ tức rồi này, do vậy thì đoạn này nắm giữ được. Còn cái vùng để chốt lời á, thì có thể canh ngắn hạn là vùng 28 này, đối với VGT có thể canh chốt lên quanh vùng này.
Đó. Thoát được vùng này thì canh chốt tiếp là vùng 30. Đó, hai cái kháng cự để chốt lời đối với cổ phiếu VGT. Hỗ trợ gần nhất là vùng 25X. Bạn có hỏi con KSB mua vùng giá 45.6. KSB. KSB thì theo mình đánh giá đây là cái mô hình tích lũy tốt. Cái nền giá của KSB là vùng phía bên dưới này này, tức là vùng 42, 43 mới là cái nền giá, tức là cái vùng mua an toàn á. Còn đoạn này đang test trở lại, thì test trở lại đoạn này thì lanh quanh sẽ có hỗ trợ quanh vùng này. Đó, do vậy thì đoạn test này nếu như mình đánh giá tích cực chính là nó test về không thủng vùng 44.5. Không thủng 44.5 là tích cực. Đó, do vậy thì các anh chị có thể theo dõi test về gần 44.5 mà xuất hiện những mô hình nến tan ngược trở lại lực cầu tham gia thì đoạn đó vẫn mua được, mua mới được luôn, mua mới tham gia được luôn. Và đoạn này anh chị đang mua vào vùng 46.5 đúng không ạ? 45.6 ở phía bên trên này. Do vậy thì cứ nắm giữ không có gì cả, đợi nó về trên đây nó tích cực thì gom thêm một lần nữa. Và kháng cự mục tiêu chốt lời sẽ là quanh vùng 49.50 ở phía bên trên này. Cảm ơn anh Nguyễn rất là nhiều. BVL 12.6 có mua được hay không? BVL thì vẫn còn đang nằm trong kênh giảm, tích lũy 12.6, 15.6 cái vùng bạn hỏi là cái vùng mua được nha. Tuy nhiên nó đang trong kênh giảm, do vậy thì các anh chị chỉ mua tỷ trọng dưới 30%, 30% thôi, không nên mua nhiều các anh chị nhé. Khi mà nó đang trên kênh giảm thì chúng ta quản lý tỷ trọng, mua thấp lại một tí, không full mặt gain mà cũng không mua on in tỷ trọng gì cả. Đó. Phải biết cách quản lý tỷ trọng để mà tham gia. BOW, BR, VLX, VND. BOW, vùng giá của bạn có mua là vùng 16.7. 16.7 ở phía này thì quanh lên quanh vùng 17x, vùng 18 ở đây này, 17x thì có thể chốt bớt một ít các anh chị nhé, tại vì nó đang test trở lại cái vùng hỗ trợ 17 này, không thủng 17 thì ok. Tuy nhiên hồi lên thì lại vướng cái cản kỹ thuật ở phía trên vùng 17x, vùng gần 18 này, như vậy thì đoạn này có thể lên quanh chốt bớt một ít thôi, từ 30-40 phần là được, giữ lại 60% theo dõi tiếp đối với cổ phiếu BOW. BSR mua vùng 275. BSR 275 lên quanh đoạn này thì mới mua thì anh chị giữ được nhé, đoạn này có hỗ trợ thì không sao, có thể nắm giữ được. Và đối với BSR thì vẫn đang tích lũy và tích lũy tích cực, cái vùng mục tiêu đó là vùng 29.7. BLX vùng 615. Các anh chị đang mua hai con dầu rồi, mình ít khi cơ cấu cùng một nhóm ngành mà hai con lắm. BLX thì đang chỉnh trở lại, đang test trở lại này, thì khả năng test trở lại cái nền này 61-60. Thì đoạn này đang có mô hình hai đỉnh phân kỳ này, một đỉnh này các anh chị, đây một đỉnh này, hai đỉnh này. Do vậy thì phân kỳ ít khi mình bắt lắm, khi mà nó đã xuất hiện phân kỳ thì khi nào nó phá phân kỳ mình mới tham gia trở lại. Đó, đó là cái xu hướng của BLX này. Tiếp theo đó là VND vùng 777. VND vùng 777 thì vẫn giữ được kháng cự gần nhất VND là vùng 82-83, thì đoạn phía bên trên này của VND này. Đó, do vậy thì vùng này giữ được, và nếu như ngắn hạn thì có thể canh gần gần kháng cự 82-83 để các anh chị chốt. Đó. Đó là một số cái chia sẻ trong nội dung ngày hôm nay, thì mình có việc bận tạm ngừng trong nội dung video ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị nhà đầu tư quan tâm và theo dõi. Mọi thông tin có thể liên hệ với mình qua số điện thoại tại đây 0798979648 và liên hệ để có thể tham gia vào room VIP, nhận những khuyến nghị đầu tư mua bán cổ phiếu cũng như là các cổ phiếu các anh chị quan tâm kịp thời trong những cái diễn biến trong phiên các anh chị nhé.